Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Honda Brio sẽ có giá bán bao nhiêu tại thị trường Việt Nam? Nếu Honda Brio nhập khẩu về nước, giá bán của xe được dự đoán sẽ không chênh lệch nhiều so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo. Phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, giá rẻ tại thị trường Việt Nam chuẩn bị đón thêm sự tham chiến của tân binh Honda Brio. Mẫu xe hiện đang rất ăn khách ở một số thị trường nước ngoài trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan từ 7 năm trước hay Indonesia từ tháng 8 năm 2018. Nhiều nguồn tin trong nước cho biết rất có thể Honda Brio sẽ về nước được nhập khẩu nguyên chiếc từ xứ sở Chùa Vàng Thái Lan, tương tự như đàn anh Honda CR-V, Honda Jazz, Honda Accord hay là Honda HR-V. Hiện chưa rõ phiên bản nào sẽ được nhập về Việt Nam, bởi vì tại xứ sở Chùa Vàng khách hàng có hai biến thể để lựa chọn, gồm có hatchback 5 cửa và sedan 4 cửa. Cụ thể, Honda Brio phiên bản V hatchback có giá 495.000 bạt, tương đương 354 triệu đồng. Bản Amaze V sedan giá 517.000 bạt, khoảng 369 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản Amaze Black Sport sedan giá 579.000 bạt, tương đương 413 triệu đồng. Tại thị trường Indonesia, Honda Brio bán ra với 5 phiên bản khác nhau, gồm có S, E, ECVT, RS, RSCVT. Cả 5 phiên bản đều được trang bị động cơ SOHC EVTEC 1.2 4 xi lanh, sản sinh công suất 90 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn 110 Nm tại 4.800 vòng phút. Ở cả 2 phiên bản đều là số sàn 5 cấp hoặc là hộp số CVT. Hiện giá bán của Honda Brio tại Indonesia cụ thể như sau. Phiên bản Brio Satya MT giá 119 triệu ringgit Indonesia, khoảng 213 triệu đồng. Bản Satya EMT có giá 147 triệu ringgit, khoảng 225 triệu đồng. Tiếp đến là phiên bản ECVT giá 162,5 triệu ringgit, khoảng 250 triệu đồng. Bản RSMT giá 175 triệu ringgit, khoảng 269 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản RSCVT giá 190 triệu ringgit, khoảng 292 triệu đồng. Thiết kế của Honda Brio sở hữu diện mạo ngoại thất sắc nét, bộ lưới tản nhiệt mạ chrome phía trước, đèn pha góc cạnh cản trước mở rộng. Nội thất của Honda Brio được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 6,1 inch, điều hòa không khí tự động, túi khí kép cho hàng ghế trước, khóa cửa tự động theo tốc độ, camera lùi. Nếu được nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán của xe Honda Brio dự đoán sẽ không khác biệt nhiều so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Hyundai Grand i10 315 cho đến 415 triệu đồng, Kia Morning từ 290 cho đến 390 triệu đồng, Toyota Wigo 345 cho đến 405 triệu đồng hay Suzuki Celerio 329 cho đến 359 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.